sáu chín phẩm các pháp bình đẳng bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, làm sao Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả Pháp hoàn toàn đạt thật tướng. Phật dạy, này thiện hiện như hóa Phật mà như lai ứng tránh đẳng giác hóa ra, chẳng hành tham, chẳng hành sân, chẳng hành si, chẳng hành sắc, cũng chẳng hành thọ tưởng hành thức, chẳng hành nhãn xứ, cũng chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng hành sắc xứ, cũng chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng hành nhãn giới cũng chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng hành sắc giới cũng chẳng hành thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng hành nhãn thức giới cũng chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng hành nhãn xúc cũng chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng hành các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng hành các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng hành địa giới cũng chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới chẳng hành nhân duyên cũng chẳng hành đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên chẳng hành pháp từ các duyên sanh ra chẳng hành vô minh cũng chẳng hành hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng hành bố thí ba la mật đa cũng chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng hành bốn tịnh lự cũng chẳng hành bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng hành bốn niệm trụ cũng chẳng hành bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng hành pháp môn giải thoát không cũng chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng hành pháp không nội cũng chẳng hành pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chẳng hành chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng hành thánh đế khổ cũng chẳng hành thánh đế tập diệt đạo, chẳng hành tám giải thoát cũng chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng hành tất cả pháp môn đà la ni cũng chẳng hành tất cả pháp môn tam ma địa chẳng hành bậc cực hỷ cũng chẳng hành bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệp tọa bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân chẳng hành năm loại mắt cũng chẳng hành sáu phép thần thông, chẳng hành mười lực Phật, cũng chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 tám pháp Phật bất cộng, chẳng hành đại từ, cũng chẳng hành đại bi, đại hỷ đại xả chẳng hành pháp không quên mất cũng chẳng hành tánh luôn luôn xả